Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn khoa học tự nhiên lớp 8 sách cánh diều, bài mở đầu tiết 2. Các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn khoa học tự nhiên lớp 8 sách cánh diều được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi trong video hôm nay các em sang phần 25A, quy tắc sử dụng hóa chất an toàn. Những việc cần làm và những việc không được làm. Trước hết là những việc cần làm. 1. Đọc kỹ nhãn mác, không sử dụng hóa chất nếu không có nhãn mác hoặc nhãn mác bị mờ. Không có nhãn mác hoặc nhãn mác bị mờ thì chúng ta không biết là đó là hóa chất nào. Hóa chất đó có gây nguy hiểm cho người sử dụng hay là người làm thí nghiệm hay không. 2 là tuân thủ theo đúng quy định và hướng dẫn của thầy, cô giáo khi tiến hành thí nghiệm. 3 là cần lưu ý khi sử dụng hóa chất nguy hiểm như là axit sulfuric đặc và hóa chất dễ cháy như cồn. 4. Sau khi lấy hóa chất xong, cần phải đậy kín các lọ đựng hóa chất. 5. Là trong khi làm thí nghiệm, cần thông báo ngay cho thầy, cô giáo nếu gặp sự cố như là cháy, nổ hay là đổ hóa chất, vỡ dụng cụ thí nghiệm, vân vân. Còn những việc không được làm. 1. Là không được ngửi, nếm các hóa chất. 2. Là tự tiện sử dụng hóa chất. 3. Tự ý mang hóa chất ra khỏi vị trí làm thí nghiệm. 4. Là ăn uống trong phòng thực hành. 5. Là chạy, nhảy, làm mất trật tự. 6. Là nghiêng hai đèn cồn vào nhau để lấy lửa. 7. Đổ hóa chất trực tiếp vào cống thoát nước hoặc đổ ra môi trường. Việc làm như thế này rất nguy hại cho môi trường nếu đó là hóa chất độc hại. 8. Không được sử dụng tay tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. Nếu làm như vậy thì rất dễ gây ra nguy hiểm cho da. Ba la mã thiết bị điện. Hiện nay việc sử dụng năng lượng điện trong cuộc sống đã trở nên rất phổ biến. Những thí nghiệm hấp dẫn ở những phần sau của cuốn sách này sẽ giúp các em khám phá được nhiều điều lý thú về điện. 1. Một số thiết bị điện cơ bản trong môn khoa học tự nhiên 8. Ở đây các em sẽ làm quen với một số thiết bị điện cơ bản trong học tập môn khoa học tự nhiên 8. Trước hết là điện trở và biến trở. Điện trở và biến trở được dùng trong mạch điện. Điện trở có trị số được biểu diễn bằng các vòng màu hoặc được ghi trên thân của chúng. Rồi, trước hết là các em hiểu đơn giản. Điện trở là một linh kiện điện tử thụ động trong mạch điện có biểu tượng là R, tức là ký hiệu là R. Nó là đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất cản trở dòng điện của vật liệu. Tức là mỗi vật liệu nó có khả năng cản trở dòng điện khác nhau. Thầy giáo ví dụ như là nhựa. Nhựa thì có khả năng cản trở dòng điện rất tốt. Khả năng cản trở dòng điện yếu hơn, tức là tính dẫn điện tốt hơn, đó chính là đồng, nhôm. Được chưa? Nó dẫn điện tốt thì khả năng cản trở dòng điện của nó kém. Và điện trở có đơn vị đo là ôm. Điện trở có trị số được biểu diễn bằng các vòng màu hoặc được ghi trên thân của chúng. Ví dụ ở đây, trị số của điện trở này được biểu diễn bằng các vòng màu. Điện trở sau này các em sẽ được học là điện trở có đơn vị đo là ohm. Ví dụ ở đây mỗi vạch màu nó ứng với là bao nhiêu ohm. Thì chúng ta có một bảng chúng ta tra ra. Mỗi màu nó ứng với bao nhiêu ohm. Sau khi tra ra thì các em sẽ cộng tất cả các vạch lại. Chúng ta sẽ biết được giá trị điện trở của cái linh kiện này là bao nhiêu. Từ đó chúng ta sẽ biết được là cái khả năng cản trở dòng điện của nó là lớn hay là nhỏ. Còn biến trở thực ra nó là một cái điện trở. Chúng ta có thể thay đổi được giá trị của điện trở. Chúng ta có thể thay đổi được độ lớn nhỏ của điện trở. Tức là khả năng cản trở dòng điện của nó chúng ta có thể thay đổi được. Thì đó gọi là biến trở. Ở mỗi biến trở thì nó có một cái núm điều khiển này. Thì chúng ta có thể thay đổi được độ lớn của điện trở của thiết bị này. Được chưa?
Biến trở có nghĩa là cái điện trở của nó chúng ta có thể thay đổi được. Nó không cố định như là cái điện trở này. Em hình dung được chưa? 3. Kể tên một số thiết bị điện trong gia đình em. Rồi, em có thể kể tên một số thiết bị điện trong gia đình em. Đó chính là thiết bị bảo vệ, thiết bị sử dụng điện như là áp tô mát, công tắc cầu chì. Đây là những thiết bị an toàn. Rồi, thiết bị kết nối với nguồn điện như là ổ cắm, phích cắm. Hay là thiết bị điện trở, biến trở có trong các thiết bị sử dụng điện như là tivi, quạt điện, bếp điện. Rồi trong các mạch điện của tivi này, bếp điện này hay là quạt điện thì người ta sử dụng những thiết bị như là điện trở, biến trở. Rồi các em có thể lấy thêm một số ví dụ khác. Tiếp theo là diode và diode phát quang. Ở đây các em chỉ cần hiểu đơn giản là diode và diode phát quang sẽ hoạt động khi dòng điện đi qua nó theo một chiều. Hình 10 là diode, hình 11 là diode phát quang hay còn gọi là đèn led. Bốn, ngoài đèn led xanh như ở hình 11, em hãy kể ra các đèn led khác mà em biết. Rồi trong thực tế thì có rất nhiều đèn led. Chúng ta có thể kể tên như là đèn led tuýp, hình ảnh đèn led tuýp, rồi đèn led dây, hay là đèn led rọi ray, đèn led rọi ray thường được treo ở các sân khấu. Thiết bị điện tiếp theo là pin. Pin được dùng để cung cấp năng lượng trong mạch điện. Mỗi pin có một cực dương ký hiệu là dấu cộng và một cực âm ký hiệu là dấu trừ. Hình 12, một số pin từ pin bé tới pin lớn. Mỗi pin có một dung lượng khác nhau và chúng ta sử dụng cho các thiết bị, các mục đích khác nhau. Câu hỏi, nêu tên và mô tả một số loại pin mà em biết. Rồi các em có thể kể ra. Ví dụ như là pin tiểu này. Pin tiểu thì loại pin này là 2A hoặc 3A, thường dùng trong các thiết bị điện tử cầm tay như đồng hồ treo tường, điều khiển, đồ chơi trẻ em. Hoặc là pin đại. Pin đại là loại pin có dung lượng lớn nhất trong các loại pin. Nó có dạng hình trụ với dung lượng tối đa lên tới 12.000 mAh. Kích thước là 60 x 34 mm và thường được sử dụng trong các mẫu đèn pin cỡ lớn. Kem tham khảo pin đại con thỏ. Rồi một loại pin nữa mà chúng ta có thể kể ra là pin cúc áo hay còn gọi là pin điện tử, là loại pin dẹt. Pin dẹt có kích thước rất nhỏ với đường kính khoảng 20 mm, chiều cao khoảng 2,9 mm đến 3,2 mm, tùy thuộc vào kiểu máy và có dung lượng từ 110 mAh đến 150 mAh. Thường được dùng làm nguồn điện cho các thiết bị đồ dùng, vật dụng nhỏ như đồng hồ, đồ chơi. Rồi thiết bị tiếp theo là oát kế. Oát kế là đồng hồ đo công suất điện ở mạch điện. Các em quan sát hình 13, hình ảnh của oát kế. Đồng hồ đo số điện ở mỗi hộ gia đình thì đó các em cũng có thể coi là oát kế. Công tắc. Khi sử dụng công tắc trong mạch điện, nếu đóng công tắc sẽ cho dòng điện đi qua mạch điện, còn nếu mở công tắc sẽ không cho dòng điện đi qua ở mạch điện. Công tắc thường có dạng thanh gạt hoặc nút bấm. Các em quan sát hình 14, công tắc dạng thanh gạt. Rồi, ở gia đình chúng ta thì có rất nhiều công tắc dạng nút bấm để điều khiển các bóng đèn điện. Câu hỏi 6. Cho biết ở nhà em sử dụng công tắc ở những vị trí nào, thiết bị nào? Rồi, các em có thể tham khảo. Ở nhà em thì công tắc thường được lắp ở các vị trí như là hai đầu cầu thang, đúng không? Rồi nơi có bóng đèn điện, quạt điện, bếp điện, vân vân. Thiết bị tiếp theo đó chính là cầu chì. Cầu chì là thiết bị mắc trong mạch điện để giữ an toàn cho mạch điện bằng cách là tự ngắt dòng điện khi dòng điện
qua nó lớn tới một giá trị nhất định. Rồi đây các em chỉ cần hiểu đơn giản là cầu chì, nó có cấu tạo đơn giản là một sợi dây chì nối giữa hai điểm, được chưa? Khi dòng điện chạy qua nó mà quá lớn tới một giá trị nhất định thì sợi dây chì này nó sẽ nóng chảy ra, nó ngắt mạch điện để đảm bảo an toàn cho các thiết bị điện trong gia đình của chúng ta. Ngoài cầu chì thì người ta còn sử dụng các thiết bị giữ an toàn khác như là rơ le, cầu dao tự động. Khi mà dòng điện quá tải thì cầu dao nó sẽ tự ngắt hay là rơ le nó sẽ tự ngắt. Rồi câu hỏi là các cầu chì thường được đặt ở đâu? Tất nhiên là các cầu chì thường đặt ở đầu của mạch điện thì nó mới bảo vệ được cả một mạch điện, đúng không? Cầu chì hoặc áp tô mát thường được mắc sau nguồn điện tổng và ở trước các thiết bị điện trong mạch điện. Tiếp theo là các em tìm hiểu một số đồng hồ đo điện cơ bản. Trong học tập các nội dung về điện để đo các đại lượng điện thì có thể dùng các đồng hồ đo cơ bản, đó là ampere kế. Ampere kế là dùng để đo dòng điện. Trên mặt đồng hồ này có ký hiệu là chữ A, tức là ampere kế như hình 16. Các em nhớ là ampere kế dùng để đo dòng điện. Và vôn kế. Vôn kế thì dùng để đo hiệu điện thế. Trên mặt đồng hồ có chữ V như hình 17. Mỗi đồng hồ đo điện có từ hai chốt cắm trở lên để nối với các dây dẫn điện khi đo các đại lượng tương ứng. Rồi, khi nói đến dòng điện thì các em sẽ làm quen với các đại lượng cơ bản như là cường độ dòng điện và hiệu điện thế. Được chưa? Cường độ dòng điện và hiệu điện thế. Các em hiểu là cường độ dòng điện nó giống như là dòng chảy của một con sông. Dòng chảy này mà càng lớn tức là hiệu điện thế nó lớn. Thì ở đây ampere kế chính là dụng cụ để đo cường độ dòng điện, còn vôn kế chính là dụng cụ để đo hiệu điện thế của dòng điện. Hiện nay các đồng hồ đo này được thay thế bằng một đồng hồ đo điện đa năng. Tức là chỉ cần một đồng hồ đo điện đa năng thôi thì chúng ta có thể đo được cường độ dòng điện và hiệu điện thế. Có thể đo được nhiều đại lượng điện khác nhau khi đưa núm xoay của đồng hồ đến vị trí có ký hiệu đơn vị đo nào đó thì có thể đo được độ lớn của đại lượng đó. Số liệu đo được hiển thị trên màn hình của đồng hồ. Tức là chúng ta rất là dễ sử dụng, đúng không? Nêu một số loại đồng hồ đo điện khác mà em biết những đồng hồ đó được dùng khi nào. Rồi ngoài ampere kế và vôn kế ra thì chúng ta còn có một số đồng hồ khác như là ôm kế. Ôm kế là dùng để đo điện trở. Ôm kế được sử dụng để đo điện trở của mạch điện hay là khối vật chất. Rồi các em có thể quan sát hình ảnh của ôm kế. Bây giờ người ta dùng đồng hồ đo đa năng rồi, ít khi người ta dùng ôm kế như thế này nữa. Ngoài ôm kế ra thì chúng ta còn có oát kế. Oát kế là dụng cụ đo công suất điện năng hoặc tốc độ cung cấp năng lượng điện. Một ví dụ đơn giản nhất đó chính là đồng hồ đo điện ở mỗi hộ gia đình. Rồi đây chính là hình ảnh của oát kế. Hai, một số lưu ý để sử dụng điện an toàn. Trong môn khoa học tự nhiên 8, các em sẽ được học một số nội dung kiến thức về điện ở chủ đề 5. Trong học tập và cuộc sống, khi sử dụng điện, cần đảm bảo các hoạt động được an toàn để tránh các tai nạn gây nguy hiểm cho người, gây hỏng thiết bị và gây cháy nổ. Một số lưu ý để sử dụng điện an toàn trong phòng thí nghiệm và trong cuộc sống. Thứ nhất là các em phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng các quy định trên mỗi thiết bị điện. Thứ hai là thực hiện đúng các quy định trong nội quy, hướng dẫn an toàn điện tại phòng thí nghiệm hay tại những nơi có sử dụng điện. Thứ ba là thực hiện lắp ráp các thiết bị điện theo hướng dẫn khi đã ngắt dòng điện trong mạch. Rồi các em nhớ là trước khi lắp ráp các thiết bị điện theo hướng dẫn thì chúng ta phải ngắt dòng điện trong mạch đã để đảm bảo an toàn. Cuối cùng là chỉ được tiến hành thí nghiệm điện với các thiết bị điện sau khi giáo viên hoặc người phụ trách cho phép. Chỉ ra những tình huống nguy hiểm có thể gặp phải trong khi tiến hành thí nghiệm
với hóa chất hay là các thiết bị điện, đề xuất cách xử lý an toàn cho mỗi tình huống đó. Rồi ở đây các em có thể tham khảo những tình huống như sau. Những tình huống nguy hiểm có thể gặp phải trong khi tiến hành thí nghiệm với hóa chất và cách xử lý. Tình huống thứ nhất, nếu bị bỏng vì axit đặc, nhất là axit sulfuric đặc, thì phải dội nước rửa ngay nhiều lần. Nếu có vòi nước thì cho chảy mạnh vào vết bỏng 3 đến 5 phút, sau đó rửa bằng dung dịch natri hydrocarbonate, không được rửa bằng xà phòng. Bởi vì xà phòng, bản chất của xà phòng nó sẽ tác dụng với axit rất là mạnh. Điều này sẽ khiến cho vết bỏng nặng hơn. Tiếp theo là bị bỏng vì kiềm đặc thì lúc đầu chữa như bị bỏng axit, tức là chúng ta cũng rội nước rửa nhiều lần. Nếu có vòi nước thì cho chảy mạnh vào vết bỏng. Lúc đầu là chữa như bỏng axit, sau đó là rửa bằng dung dịch loãng acetic acid 5% hay là giấm. Rồi tình huống tiếp theo là khi bị ngộ độc bởi các khí độc thì cần đình chỉ thí nghiệm, mở ngay cửa và cửa sổ cho thông thoáng, đưa ngay bệnh nhân ra ngoài chỗ thoáng gió, đưa các bình có chứa hoặc sinh ra khí độc vào tủ hoặc đưa ra ngoài phòng. Rồi tình huống nguy hiểm có thể gặp phải trong tiến hành thí nghiệm với các thiết bị điện và xử lý an toàn cho tình huống đó. Ví dụ như là thiết bị điện như bóng đèn có thể bị cháy do nguồn điện cung cấp quá lớn. Xử lý tình huống là chúng ta ngắt ngay nguồn điện cung cấp và lắp đặt cầu chì trong mạch, tránh cho thiết bị điện thí nghiệm sau bị cháy, và cần đọc kỹ thông số thiết bị điện và sử dụng nguồn điện cung cấp hợp lý. Rồi như vậy là bài học hôm nay là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.